Xpander Cross màu nâu nè anh chị. Bên em đang có sẵn xe giao ngay nhé. Anh chị quan tâm thì alo cho em ạ. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 cuối tháng rồi, bên em đang chạy số cho nên có chương trình hỗ trợ giảm giá cực kỳ tốt. Anh chị quan tâm thì cá alo cho em nhé. Xe mới cho nên anh chị nhìn nè, nguyên siêu, bọc ni lông đầy đủ hết. Chỉ có 10 cây số thôi. Màu nâu là một cái màu rất hay ha. Nếu mà trời nắng thì anh chị nhìn nó sẽ ra ánh màu nâu nâu. Còn nếu như trời tối, bây giờ trời nó sắp mưa nè, anh chị nhìn nó như màu xám bạc vậy đó. Đây là phiên bản cao cấp nhất của Xpander. Đấy, bọc ni lông hết đầy đủ nè anh chị. Xe nguyên siêu là nó như thế này, nhập từ Indo về. Đây là xe mà tụi em mới mang từ bên kho về để PDI và lắp đặt phụ kiện cho khách hàng. Phần da này là gọi là da kháng nhiệt nha anh chị. Đây này, da zin gọi là da kháng nhiệt, tức là để ngoài trời nắng nó chỉ ấm ấm thôi. Vô lăng con này thì bọc da 4 chấu giống Pajero ha, màn hình điện tử cũng giống Pajero luôn. Bọc ni lông hết. Trời cũng sắp mưa rồi. Anh chị nếu mà đang có dự định mua xe, cần xem xe, cần lái thử nhưng mà ngại trời mưa cứ alo nhé, bên em chạy xe qua cho anh chị lái thử. Bên em có đủ xe lái thử phiên bản Premium và phiên bản Cross để cho anh chị tham khảo. Các màu thì đều đồng giá như nhau nha anh chị. Nhưng mà màu nâu thì em đã có sẵn, còn các cái màu khác thì anh chị có thể đặt cọc chờ xe, chờ cái lịch phân bổ trong tháng 11. Còn bây giờ màu nâu là em có liền giao ngay cho anh chị. Anh chị mua mấy xe em cũng có xe giao hết. Đối với màu nâu, hỗ trợ cho anh chị đăng ký ra biển vàng, đăng ký ráp, đăng ký hợp tác xã, tỷ lệ vay lên tới 85% giá trị đó anh chị. Cross là một cái xe mà được thiết kế nhìn nó giống SUV anh chị ha. Đây nè, đây là phiên bản Premium nè, nó không có thanh giá nóc anh chị. Sorry, đây là bản Eco chứ, nó không có thanh giá nóc. Còn bên kia là con Cross luôn nhưng mà xe lướt. Anh chị mà muốn mua xe lướt thì cứ ghé của bên em, bên em có cả xe mới và xe lướt. Hoặc là anh chị có xe cần bán, cần thanh lý xe, cần lên đời xe thì cứ alo bên em. Hoặc là anh chị có bạn bè cần bán xe thì cứ giới thiệu, miễn là xe chất, xe chuẩn, không tua đô, không ngập nước, không tai nạn thì bên em sẽ thu mua với giá rất là cao. Có chia hoa hồng cho anh chị hết nhé. Anh chị quan tâm tới tất cả những cái xe của thương hiệu Mitsubishi thì cứ alo cho em nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.